hạnh phúc con đắng cay muôn phần chẳng than oán chi. Yeah.
và nhờ có tài hương lên thọ ở thiền viên chắp tay cung kính hướng về danh hiệu của chư Phật quá khứ hiện tại vị lai. Nam mô địa ngục vì không thể bất thành Phật, nhờ năng lực vô lượng đại từ bi của Ngài, Phật tử thiện nhiên được an về tâm linh đài. Giờ này toàn thể quân chỗ thiên mất lòng thành tình chấp tay hướng về linh đài đồng giáo tham điện. Nam mô cháu đối với anh và
tâm của một người, thân độ của một người, thân tâm đã được nổi lên một chiếc khăn ta, nổi lên sự mất mát trong cuộc đời này. Giờ này mình không còn cha, không còn chồng, không còn người thân mình nữa. Tuy nhiên các vị đã được sanh ra từ trong lòng từ bi của Phật, uống sữa các cam lồ đại bát nhà của Pháp, cho đến giờ này hãy vì thương linh Phật tử thiện nhiên là chồng của mình, là cha của mình, là người thân duy nhất của mình đã hy sinh suốt cuộc đời cho mình 75 năm, và giờ này phá đắc thù âm sanh thành dưỡng dục một đời, không gì hơn hết các vị thành kính nhất tâm niệm. Nam mô Quan Thế Âm, Nam mô Tiên Giang Đạo.
thanh tịnh của chư đại bồ tát tỉnh đang nghiêm nguyện cho thế giới hòa bình nhân sanh an lạc pháp giới chúng sanh trọn thành Phật đạo. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tạng tháng ức kiếp không cùng tầng. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đế châu vi đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ánh hiện, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần hư không biện pháp giới qua hiện vị lai, thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hà sanh Di Lạc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vời vời không trên pháp thầm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đàn chiên trì niệm nguyện tỏ như lai nghĩa nhiễm màu. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu
Mục Kiền Liên Bồ Tát. Phật nói kinh bao đáp công ơn cha mẹ ta từng nghe lời tạc như vậy. Mong thờ nó Thế Tôn an trụ kỳ thủ viên trung. Chư tăng câu hồi rất đông, tin ra đến số 28,000. Lại cùng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Đạo Bán Lộ đành rành mắt thấy núi xương khô bỏ đây lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan trong lòng ai ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương. Vội vàng xin Phật dạy tường, thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kinh thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lại xương khô. Phật rằng trong các môn đồ, ngươi là đệ tử đứng đầu dạy công. Bởi chưa biết đục trong chưa rõ, nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu. Đông xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài. Chắc cùng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đây.
ta lễ bái kính người tiền bối và ngắm ngồi vì nhớ kiếp xưa. Đông xương hồn tập trắng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Người chịu khó xét soi cho kỳ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm, không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng tha thiết, biết làm sao phân biệt khỏi sai. Ngài bèn xin phân chỉ bày, vì khó chọn lựa gái trai lúc này. Còn sanh tiền dễ về sắp đặt cách đứng đi ăn mặc phần minh, chờ khi rạ sắc tiêu hình, xương ai như nay khó nhìn khó phân. Phật mới bảo A Nan nên biết xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Người có biết cơ sao đen nhẹ, bởi đàn bà sanh để mà ra, sanh con bà đâu huyết ra. Tam học bồn đâu sửa hòa nuôi con, vì cơ ấy hao mòn tân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vậy bi ai, xót thương cha mẹ công dạy dưỡng sanh, bèn cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào bao hiếu xong thân. Thế tôi